Xin chào các bạn đã đến clip của mình. Các bạn thấy khi mà chim chúng ta nuôi thì đó, nó đói thì nó mình tới nó biết nó kêu nghe các bạn. Các bạn thấy không? Đó. Giờ mình sẽ lấy hàng này ra cho nó ăn nghe các bạn. Đó, thấy không? Đó, hàng đó không? Rồi. Ra ngoài cho ăn luôn. Ngoài một con cái này đây là cho ăn. Đây các bạn ơi, hai con mình sẽ đem nó ra ngoài kia cho nó ăn các bạn. Đây các bạn ơi, mình chuẩn bị chuẩn bị tép nè. Đó. Bạn thấy mình chuẩn bị tép cho nó ăn không? Đó, tép mà bỏ tủ lạnh để em ra ngoài. Đó. Đây. Bỏ lạnh rồi đổ nước vô nghe các bạn cho nó ra cái lạnh nha các bạn. Mình nuôi từ nhỏ vậy thì sau này nó rất là khâu. Đây. Bây giờ mình sẽ ngát hai con tép này ra nghe bọn. Khi cho ăn tép thì chim mình nó còn nhỏ các bạn, thì mình phải lấy cái này, cái bộ vệ của con tép nè, nó cay phía trước á, nhọn nhọn á, nó châm rất là nguy hiểm. Các bạn thấy nó chim mình hôm nay nó cũng đã lớn rồi đó, nó đâu để biết mổ rồi nghe các bạn. Đắt gì vậy, ăn đắt gặp đắt các bạn ơi. Còn nó tới này nó mổ nó ăn được rồi các bạn thấy không? Mình nuôi mới được cả tuần lễ chứ mấy thấy không? Mà nó mổ nó ăn được thấy không? Hôm nay không có cần đút nữa nghe các bạn. Hôm nay là tự nó ăn thôi chứ không cần đút gì nữa. Đó. Đó. Ăn đây. Ăn đây con. Con này chưa ăn nè. Đây. Ăn đi con, ăn đi. Mình cho mỗi con 3 con tép nha các bạn. Nó biết bay chập chập rồi đó các bạn ơi. Nó bay được rồi. Ba đen cay rồi mình lái xuống khó ôm đi nó bơm đạm đó, nó thì chơi nhỏ mà nó ăn bay đi cho nó không có con này nó gáp ra ngoài nó bị rớt này mình phải đi rửa nó lại cho nó sạch sẽ này các bạn. Ở đây mình đi rửa. Các bạn các bạn có con này. Có con nhỏ thì nó gáp nó không có bạn, con lớn nghe các bạn. Giữ đi đắt. Con nhỏ gắt bạn.
Con nhỏ thì nó gáp hơn bạn cái con lớn nghe các bạn. Con lớn thì nó gáp giỏi hơn. Đó, vô đây. Đó nè, được rồi các bạn ha, thấy không? Này, 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 này. Vô. Vô vô. Ăn vô rồi dẫn đi chơi. Ăn vô dẫn đi chơi nha. Ăn vô dẫn đi chơi nè. Nhỏ ăn ở đây thôi. Ăn vô. Em mới cục và muốn đi chơi rồi đó. Em mới cục muốn đi chơi rồi đó. Vô em vô. Mấy cục còn muốn đi chơi rồi các bạn ơi. À, được thả ra mà. Nó được thả ra lòng nó ưng lắm các bạn. Nó rất là ưng thả ra ngoài. Đó, thả ra nó bay nhảy, nó ưng đi đâu nó đi. Ở mình chim miền biển nó rẻ lắm các bạn ơi. Nhưng mình thì mình mua 100.000 thôi. Đó. Thì trên mọi mình thấy bón cũng 250-300 thì do cái đó là ta kinh doanh. Người ta xếp đi rồi lỡ chim nó chết rồi nãy ta bón giá nó cũng phải đúng rồi. Đó. Còn ở quê mình mà mình đi xuống nhiều bọn ở trên núi bác á, nhiều bọn ở trên núi bác đem xuống cho mình đó thì có là đem xuống đó, nhưng mà mình hỏi với thành phố Quảng Ngãi thử người ta có mua không, mấy chỗ bán chim không có gì đó, bán chim mua chim bịp không, mua bao nhiêu con đó, người ta kêu ta không mua luôn các bạn ơi, không mua chim bịp luôn. Mà nếu ta mua á, ta mua cũng chim bịp con á cũng cả 30.000 thôi đó. Ở Quảng Ngãi mình không biết sao này vậy quý vị. Có Quảng Ngãi mình thấy giá tiền cô hiện giờ á nha. Mình thấy được củ đất 120 một con, chim đẹp đẹp 150 một con. Còn chim chim là nhầm của quý vị, chi nhầm khoảng 1.700.000 một con. Đó, 1.500.000 trở lại. Rồi còn chim ưng mà bữa vừa rồi có quay á, thì chim ưng á là ta bón là giá là 1.400.000 các bạn, 1.400.000 đó. Và những chim đồ mũ thì tầm khoảng là dọn dọn rồi đó, đó cả là 800 đó đâu có vậy. Và những cua đất bông rồi đó thì giá nó co hơn xíu, có 2.000.000 mấy. Thì những cái đó là ở Quảng Ngãi mình. Đó. Thì người ta chơi cái những cái chim đó thì hiện giờ cái giá đó nó vô động đó. Ví dụ như những chim cua đất mà rẻ nhất đó, mà nuôi nói chung là ta nuôi cũng bỏ vô lòng không có tống lòng á là cả 120 đó quý vị. Là ta có nghĩa là chim bổ ta bác về rồi nuôi nó dọn dọn trong lòng rồi không tống lòng mình về mình nuôi đó, rồi có thể mình nuôi lao rồi nó có thể nó mình sẽ mình có nghĩ là không tấm lòng là mình dễ nuôi hơn, nó không có chết chim, nó không có chảy máu của chim. Đó, còn những cái con chim như bìm bẹp như mình nuôi đây thì thành phố Quảng Ngãi mình ta mua rất là rẻ các bạn ơi, ta mua giá rất là thấp, ta mua giá là 30.000 một con thôi. Còn nếu mà sắp nghe các bạn, sắp mà xuống ở dưới 4.000 các bạn, ta mua cũng 20.000 một con, 15-20.000 một con sắp lớn luôn nghe các bạn. À, chứ không nhiều. Bữa mình bị sáp cán nên mình cũng muốn chia lại cho anh quán cà phê kia. Ảnh đòi 5 con là 170. Thì mình cũng định đem cho ảnh nhưng mà mình đã chia lại cho anh Thạch 36 Vlog. Anh em mình chia lại cho ảnh giá thấp hơn nữa. Đó, thì để cho anh nuôi, anh em nuôi cho vui. Đó. Cho nên ở quê mình người ta chỉ chuộng những cái chim nhầm, chim chim bịp bịp không chuộng nha các bạn. Nó kêu ỉa thúi rồi đủ thứ nha các bạn.
ta không chuộng bằng những con chim khác em quý vị. Ở quê mình chim ưng đại bàng thì nó mới về đây thôi, do cả nó cũng còn câu nữa, nhưng mà nó không, nó vẫn không bằng chim chim nhầm nha các bạn. Chim quạ rồi cũng giá cả cũng vô đậm cả 400 trở lại, quạ nó không biết nói luôn các bạn. Đây 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 đây, ở chim mình nó bay chập chập được rồi nghe các bạn, nó rất là thích đi ra ngoài, nó thích ra ngoài lắm. Thì nó chưa cái nào lắm buổi sáng nhưng mà nó vẫn thích ra ngoài, nó dòm thấy không đó, ra ngoài dòm cây rồi thấy không. Nó rò cán cây bí của mình thấy không, thấy không? Cho mình mát lòng, cho nên là mình không có thể thả nó ra mình canh nó các bạn. Nhiều khi mình thả nó ra trong vườn của mình rồi rầu, nhưng nhiều khi nó bay chập ra ngoài thì sợ mấy con mèo nó đớp các bạn. Đó, chứ thật sự mà nuôi mình nuôi xong rồi nó đói cho mình, nó thấy mình nó bay tới, chạy tới mình cho nó ăn. Đó, nó thành quen hơn là chúng ta có nhốt miết. Nhưng mình ai nhốt mình chịu không thấy không? Nó chỉ con bìm bịp thì nó cũng như một đứa trẻ, nó cũng thích đi ra ngoài đó các bạn thấy không, cũng thích ra ngoài vậy. Con này nữa thấy không, thích ra ngoài vậy chứ nó đâu có thích nhấu trong cái lòng. Nó cũng uống mình rồi biết mỏi rồi các bạn ha. Con này này nó rỉ này, con này rỉ cái dây bi đỏ của mình này các bạn, dây bi đỏ này ha, rỉ này rỉ cái con này nó lên nó rỉ cây sâm, nó rỉ cây sâm thấy không đó. Chim nó cũng mừng đắt rồi các bạn ơi, mình thấy nó này nó mổ đắt nha, biết nó ăn không mà nó mổ đắt nha các bạn. Mình cho nó ăn mà dính một xíu dưới đất là mình cũng đi rửa lại, mình xô mày thấy nó mổ đắt nha các bạn. Chắc là những loài chim đời quà nó cũng thường ăn đắt, sâu cái chắc đắt nó ăn nó sâu á, thấy mổ các bạn thấy không. Rồi con này thì bay lên đây rồi, bay lên cái thùng nuôi trồng cây nha đôm. Dồn dồn gì đó. Nó cọp đất em các bạn. Cọp đất thấy không? Nó trong lòng nó không có chịu các bạn. Còn thấy nó cái điện cái mỏ nó đó, nó trại trại không cho nó nhảy nó vô cái lòng đó, nó cho nên nó bị trại, nó ăn ra ngoài quá mà. Đó, ăn đất thấy không? Nó ăn đất luôn các bạn. Mà chim này nó da nó không nhiều, nó cũng như da chó nhưng mà nó không nhiều các bạn. Hồi bữa mình thấy con thôi nó đu ngoài bé, nhưng mà mình cũng phải kiếm có thì mình bé cho nó, cho để nó cắn nó rau nó hút máu. Bị bẹp nó cũng dễ thương nha các bạn. Có điều mà chúng ta là cho nó ăn đồ tanh, nó ăn đồ tanh hơn là cốm, rồi nó cũng cơm mà nó cũng ăn, nhưng mà trái cây nó cũng ăn, nhưng mà nó không có thích ăn bằng những đồ tanh như nhái ớt rồi tép rồi đây các bạn, thịt được nghe các bạn. Này nó cắn cây nhai đom của mình thấy không các bạn thấy không? Ồ, cây nhai đom nó cắn nhai đom thấy không? Cắn cây nhai đom thấy không? Ok, nó bay tú lên cái cây này luôn các bạn, quý vị. Ok, nó bay cuốn cây xà của mình này. Bay đủ luôn á. Kêu lắm nó mới xuống, ta cài phèo nó mới xuống nha các bạn. Nhiều khi đó nó xuống như ăn ở đó luôn nha. Uống mình á. Rồi mình quay chia sẻ cái video là buổi sáng mình chơi và mình cho mấy con chim bị mình ăn
mình chia sẻ cho các bạn quý vị ở quê hương mình như thế nào, chim bìm bẹp nó có giá trị coi hay không so với những cái nơi các bạn ở. Rồi mình quay video tới đây mình xin tạm dừng. Cảm ơn các bạn anh chị rất nhiều đã theo dõi video. Rồi xin chào tạm biệt. Nếu các bạn thấy hay bấm like, chia sẻ, đăng ký comment để ủng hộ và góp ý. Cảm ơn quý vị rất nhiều.